Hôm nay sẽ học cách bấm huyệt chữa bệnh đau đầu. Thì đau đầu nó là một trong những chứng đau thường gặp và nhiều loại bệnh có thể gây nên. Do vị trí xuất hiện nó khác nhau ấy, cho nên nó có thể chia thành là đau đầu phía trước, đau đầu phía sau, đau đầu đau bên đầu và đau toàn đầu. Về chọn huyệt chữa trị, thủ pháp cũng sẽ giống nhau. Đau đầu ở phía trước là tiền đầu thống ấy. Đau đầu phía trước thường thấy là những người bị ngoại cảm, bệnh mắt, mũi, cao huyết áp, táo bón, vân. Cách chữa trị là dùng ngón tay cái hay ngón tay trỏ, bỏ trỏ ta ấn mạnh vào huyệt ở ấn đường và có thể phối hợp với cách ấn và gõ từ 50 đến 100 phát và hoặc là dùng hai đầu ngón tay ngón cái ấn vào huyệt có trúc ở hai bên đồng thời với hai đầu ngón giữa ấn vào huyệt bầu duy hoặc là huyệt xúc cốc. Về vị trí huyệt vị nếu mà chưa biết thì sẽ làm như sau: huyệt ấn đường tức là huyệt ở trán, điểm giữa của đường nối hai đầu lông mày hình 35 đây. Đấy, thì huyệt này thì ta sẽ khi mà đau đầu do đây là triệu chứng thường bị ngoại cảm là bệnh mắt mũi hay cao huyết áp táo bón gì đấy thì nó thường bị đau đầu ở phía trước và ta phải nhấn vào huyệt ấn đường. Đấy, có thể phối hợp vào cái ấn gõ là 50 đến 100 nhát. Đấy, huyệt ấn đường này. Đấy, huyệt tóm trúc là ở đầu lông mày phía trong tức là chỗ hơi lõm đầu mé lông mày hình trang 36 đây hơi lõm về phía trước. Đấy, tức là chỗ hơi lõm ở mé lông mày. Ở tại chỗ vị trí này thì ta phải ta dùng hai đầu ngón tay đấy tay cái đấy, ta ấn huyệt tóm trúc ở hai bên ấn huyệt tóm trúc ở hai bên tức là ta ấn cái chỗ gần đến lông mày ở hai bên đồng thời với hai đầu ngón giữa ấn vào huyệt đầu duy hoặc là xúc cốc. Ở hai ngón giữa thì ta sẽ ấn vào huyệt đầu duy đây hoặc là huyệt xúc cốc. Huyệt đầu duy là ở góc trái góc bên trán đầu sâu vào dưới tóc khoảng nửa gang đầu sâu vào khoảng nửa gang như đây và huyệt xúc cốc là ở bên đầu phía trên tóc vành tai và vào ranh giới tóc khoảng hai ngón. Đấy, ta chỉ cần nhớ cách chữa như thế này thôi. Rồi, còn cách chữa thứ hai là dùng hai ngón tay cái và trỏ đồng thời cấu mạnh vào hai huyệt liệt khuyết khoảng 100 đến 200 nhát. Huyệt liệt khuyết là huyệt nào? Là ở bên quai cẳng tay đây, ở quai cẳng tay bắt chéo hộ khẩu tay phải trái với ngón trỏ một tay áp ở bên trên mấu xương quai sau cổ tay làm chuẩn chỗ hơi lõm mà đầu ngón trỏ chỉ tới huyệt. Nếu mà đau ở phía đầu sau tức là hậu đầu thống thì đau ở phía sau này thường thấy nhiều ở người bị cảm ngoại di chứng tổn thương sọ não dây thần kinh và suy nhược chứng đốt xương cổ tay chứng tổn thương sọ não thì thường bị đau đầu ở phía sau. Như thế thì cách chữa thì dùng một ngón tay giữa hoặc là ngón cái ở đầu ấn vào huyệt ấn đường ngón tay cái một tay khác bấm ấn vào huyệt phong phủ 50 đến 100 nhát và ngón cái trỏ vào chia nhau ấn và bấm vào huyệt phong trì 50 đến 100 nhát phối hợp bấm và ấn men theo cạnh gân to và đẩy xuống càng tốt mỗi ngày từ 2 đến 3 lần. Huyệt phong trì và đây là huyệt thiên trụ. Vị trí huyệt ấn đường thì như hình 35 này. Đó.
rồi. Ở trong đường, toán thúc trong đường ở giữa hai lông mày. Đấy. Cái huyệt này thì đối với người mà bị tổn thương sọ não, thần kinh suy nhược đấy, hoặc là đốt xương cổ tay ấy, thì ta mới áp dụng cách này, dùng ngón giữa hoặc là ngón cái, chúng ta ấn vào huyệt, ấn đường, đấy. Ngón cái của một tay khác thì ấn vào huyệt phong phủ, ấn vào huyệt phong phủ. Ấn vào huyệt phong phủ 50 đến 100 nhát, hoặc là ngón cái của ngón trỏ tay khác chia nhau ấn vào huyệt phong trì 50 đến 100 nhát, phù hợp bấm ấn, sau đó men theo dọc gân to đẩy ấn xuống càng tốt, phù hợp với bấm ấn rồi men theo cạnh gân to, men theo cạnh gân râu to đẩy xuống càng tốt, mỗi ngày là 2 đến 3 lần. Huyệt phong phủ là huyệt chính nằm sau chậm đầu, chỗ lõm bờ dưới của xương chậm như hình 39 này đấy. Như thế là huyệt phong phủ, tại huyệt này thì ta phải phong phủ là ta một tay khác là ấn mạnh ở phong phủ 50 100 nhé. Huyệt phong trì là ở phía sau cổ, phía dưới xương chậm, chỗ lõm mé ngoài hai gân to. Đấy, như thế là ta có cách chữa đầu trước và chữa đầu sau Còn cái cách thứ hai này thì tham khảo thôi. Còn đau đau ở bên đầu tức là thiên đầu thống, thì đau ở bên đầu thì thường thấy ở phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt, chứng tổng hợp mà đốt sống cổ, bệnh tai mắt và bệnh tinh thần, thì ta dùng ngón cái hoặc là ngón trỏ hoặc ngón giữa đồng thời cấu ở huyệt nội quan, ngoại quan ở hai bên từ 30 đến 50 nhát, khi cần trái phải thay nhau tiến hành ngày 2-3 lần. Huyệt nội quan và huyệt ngoại quan thì hình 31 và hình 32. Nội quan, ngoại quan. Quay trở lại xem là hình 31. Nhắc lại. Cách chữa thứ hai là ta dùng ngón cái hoặc là ngón trỏ cấu ở huyệt liệt khuyết ở hai bên 50 50 50 nhé, khi cần thì hai bên trái phải thay nhau làm. Huyệt liệt khuyết thì hình 38, ta quay lại hình 38 xem nó như thế nào. Đây, huyệt liệt khuyết đây tức là huyệt quay ở cẳng tay mắt chéo hộ khẩu ở bên phải bên trái, với ngón trỏ là một tay áp vào trên móng xương quay sau cổ tay làm chuẩn, và chỗ hơi lõm đầu ngón trỏ đó chính là huyệt, thì ta phải tại huyệt này tại huyệt này thì ta cấu từ 30 đến 50 nhát, khi cần thì hai bên trái phải thay nhau làm, dùng ngón trỏ và ngón cái. Đó là trong trường hợp mà đau bên đầu thì là thiên đầu thống,
thì phụ nữ có kinh nguyệt hoặc là bệnh tai mắt, bệnh tinh thần thì thường bị còn nếu mà đau toàn đầu tức là đỉnh đầu thống thì đau toàn đầu thì thường dùng trong trường hợp là mắc bệnh tinh thần, cao huyết áp thấp, thiếu máu hoặc là suy nhược. Đối với bệnh này thì ta phải ta dùng cách nào dễ hơn nhỉ? Đây, ta dùng cách đầu tiên. Đó là dùng ngón tay, ngón giữa bấm và nhấn vào huyệt Bắc Hồi 100 nhát trước, rồi dùng ngón cái cấu mạnh vào huyệt Quang Minh hoặc là Thái Sung 100 đến 200 nhát, mỗi ngày là 1 đến 2 lần. Huyệt Bắc Hồi là 100 nhát, 100 nhát. Rồi huyệt Quang Minh, Thái Sung là 100 đến 200 nhát. Huyệt Bắc Hồi là huyệt này. Huyệt giao điểm đường đi chính qua đỉnh đầu và đường nối giữa hai đỉnh bàn tay. Đó là huyệt Bắc Hồi. Ta ấn vào hoặc là gõ vào huyệt này 100 nhát, rồi dùng ngón cái. Lưu ý là đối với huyệt này dùng ngón giữa, còn ngón cái thì ấn vào huyệt Quang Minh hoặc là Thái Sung. Quang Minh, Thái Sung là ở chỗ lõm tạo bởi hai đầu xương bàn chân, một và hai trên mu bàn chân, hình 44 này. Đấy, chỗ lõm hai bàn chân. Là ta kết hợp giữa việc mà gõ vào huyệt Bắc Hồi và cấu vào huyệt Thái Sung, kết thúc cái phần đau đầu chữa bệnh đau đầu bằng cách bấm huyệt ở đây.